xin tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại một video khác của Play Together. Các bạn biết rồi đấy, chúng ta đã có pass mới, chúng ta đã có VIP mới, thẻ VIP mới is coming back guys. À, thật sự là tôi vẫn chưa biết là sẽ phải đặt cái gì ra. À, mà đợt này tôi thấy là còn có bán một cái xe siêu xịn nữa cơ. 300.000 đấy, cái xe đó tôi thấy đúng dễ thương luôn. Tôi nghĩ là nó xứng đáng 300.000. Đây rồi. Ở đây chúng ta sẽ có màu vàng, màu đỏ với lại màu hồng. Mà theo các bạn cũng biết, bản thân tôi chắc chắn thì sẽ chọn màu hồng. Nhưng mà thật sự là so với mấy màu này thì tôi cũng cảm thấy màu hồng là màu đẹp nhất luôn. 350.000 hay gọi là 349.000, không gì phải tiếc nuối. Nhưng mà như tôi không đủ tiền. Ủa? Ok, có lẽ là vì một lý do gì đó mà hiện tại tôi không thể nạp để mua cái xe được. Nhưng mà tôi sẽ làm một cái video, tôi sẽ nạp nó sau vậy. Nhưng mà ok, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với review với cái bộ tiên cá đợt này. Tôi thấy là wow, sau một khoảng thời gian mà tôi gọi là chia ba chất móc thì cuối cùng Play Together nó cũng đã trở lại với đúng vị thế của nó. Những bộ đồ siêu đẹp, những bộ đồ mà phải gọi là thể hiện ui, cái tinh thần của một trò chơi thời trang ở đây các bạn ơi. Từ tóc cho đến là quần áo. Ốc xà cừu này làm gì ta? Chứa đựng âm thanh của biển hả? Ôi, cuối cùng các bạn ơi, đây rồi, trời ơi, giường tắm nắng sóng biển. Ê, cái bộ này tôi tính là hợp với lại cái bộ concept ở ngoài cái nhà VIP của tôi lắm nha. Rừng san hô, hình như là cái bộ này nó ra là dành cho mấy người có cái nhà xịn xịn á. Đây rồi, để tôi đi ra đó, tôi đặt ra cho các bạn xem nha. Nè, ui, cái này tôi nói thiệt, cái bộ này chắc chắn các bạn phải mua luôn bởi vì nó xinh quá. Nó đẹp quá đi à. Ui, nhưng mà tôi không thích cái này nha. Tiên cá nào mà cho bể vô bể vậy? Người ta là phải được bơi lội ở ngoài mặt nước. Ai lại cho người ta vô bể cá như vậy hả trời? Không được, không được, no. Đây rồi, thú bông tiên cá biển. Ây à, đỉnh. Hộp sang trọng. Trời ơi, tôi hồi hộp quá. Oh my god, mặt trời lỗi gì á. Wow. Nhưng mà các bạn biết không, tôi thật sự rất là hồi hộp. Bởi vì không thể chờ đợi rồi, tôi phải về nhà ngay. Tôi phải chuyển qua cái nhà VIP của tôi thôi. Bên phải, bên trái, tôi chọn cái đảo bên trái đi. Nó gần không? Đây rồi. À, hình như là... Ô, nó có phòng tập gym rồi nè các bạn ơi. Hay quá, tôi đang cần thiết kế cho mình một cái phòng tập gym luôn á. Ui, còn có mấy cái này nữa xịn sao phết. Ôi ôi, một căn nhà sang trọng đơn giản. Thôi, cái đó từ từ. Đây rồi, ui, đảo thần tiên của tôi. Trời ơi, nó còn có mấy cái này nữa nè. Mấy cái này thì tôi nghĩ là chắc chắn là mình có thể mua được. Trời ơi, đây sẽ là nhà tiên cá của tôi rồi. Nè, cho thêm một cái tivi dâu để kiểu lên đây nằm chiêu chiêu nè. Đó, tivi dâu của tôi hơi bị xịn á. Cái này mà tôi nói thiệt là các bạn kết hợp với lại là cái... Wow, trời ơi, so fresh guy, so fresh. Cái này mà các bạn kết hợp với lại cái bộ mà martini gì đó, cái bộ mà hồ bơi martini rồi đó, là đỉnh của chóp luôn á. Cái này cũng được nè. Ập nó vô đây. Đó. Còn chừng chơi gì mà không thấy cho mình bộ đồ nàng tiên cá nào. Ây da. Đây. À, tôi dễ thương quá à. Trời ơi, I'm so cute. Tôi là tiên cá bánh ngọt được không? Tiên cá bánh ngọt. À, đáng yêu chưa? Tắm thôi. Ui giời ơi. À, vậy thấy không? Đi ra đây là gặp tiên cá rồi, chiêu chiêu nhìn vô phòng của mình. À, bật cái tivi cái coi. Oh, so fresh. So fresh. Này bật đèn lên được. Ui da, dễ thương nhỉ? Ây da, trời ơi, đáng yêu quá vậy. Ây da, chiêu. Không gian này chỉ có một mình. Nhưng mà cái này là tôi nghĩ là phải thiết kế thêm rất là nhiều thứ. Còn cái này là tôi chỉ để cho các bạn coi sơ bộ của cái set này nó như thế nào thôi. Để coi cửa hàng hôm nay ngoài trừ cái xe, trời tôi thích cái xe quá mà hôm nay nó đang bị điên, cái gì không có mua được. Không biết tại sao luôn á. Tôi nghĩ là tôi sẽ... À, đúng rồi, tôi khoe với các bạn cái này chưa? Thôi đừng có sốc nha.
Nhìn đây, tôi có 3 cái tivi retro luôn. Trời ơi, cái tivi này đang là cái tivi hiếm nhất hiện tại đó. Các bạn thấy không, tôi có 3 cái tivi retro 6 cái băng cassette. Trời ơi, các bạn xem nè, thích chưa? Cái tivi hiếm nhất server hiện giờ đó. Sao mà đỡ được, sao mà đỡ được. Đây, cái này cũng đẹp, cái này tôi chồng 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 lên. Sao nè, còn cái băng này nữa. Chà, tính ra cái bộ, trong cái bộ này cho đó tôi rất là thích luôn á, tại vì nó đẹp. Nó đẹp kinh khủng. Đấy, thấy gì chưa? Cái tivi hiếm nhất đây. Đào, để tôi coi thử nó có mở lên được không. Ui, mở lên được luôn. Ui, đẹp quá. Oh, so cute, so cute. Ủa, nó nhá màu nữa kìa. Tôi có bạn, trời, lúc mà các bạn biết hả, tôi phải tốn rất là nhiều cỏ mới có thể có được 3 cái tivi đó, đó. Cái set đó là tôi tốn hơi bị nhiều tiền cho nó luôn á. À, để mình coi thử. Ngoại trừ cái này, hiện thời mới sang trọng cập nhật trang phục mới, những loại hà cá mới. Đây, tôi cũng lâu rồi không có làm cái video này, thì tôi cũng muốn là nhân cái cơ hội gọi là lười, dạo gần đây lười nuôi pet quá thực sự. Rất là lười nuôi pet luôn. Nhưng mà tôi cũng không thể nào làm các bạn thất vọng. Tôi mua cái sẹp. Ủa sao có cái tiếng ói vậy? Wow. Ê, cái này là cái xe hả? Ê, đỉnh 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 đỉnh. Ồ, xịn 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 xịn. Hình như nếu tôi không lầm thì nó còn có cả đây nữa nè, ốc xà cừ. Ồ, nghe tiếng biển nữa nè, nghe tiếng biển ọc 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 ọc, trời. Âm thanh của đại dương đó các bạn. Ui 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 ui, để coi thử đi xuống dưới nước không nha. Ui, cái này đỉnh nha, vừa đi trên biển vừa đi dưới nước được luôn. Ê, phải thế chứ. Đúng rồi, mình là người cá mà, mình vừa là người vừa là cá mà, phải đi trên biển dưới nước chứ. Nhưng mà được được được, cái này dễ thương á. Nó nhìn nó ngồi cũng kiểu sang trọng ấy. Đôi bàn chân này sẽ không bao giờ phải đặt xuống dưới đất luôn. À, nhưng mà không này phải đặt nha. Không này sẽ phải đi nhá. Không biết ai là chàng hoàng tử của mình nhỉ? Không biết ai là chàng hoàng tử của mình nhỉ? Mình hơi buồn đấy, nhưng mà không sao. À, gấp bé thôi, gấp bé thôi. Alo, 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 alo. Tôi có, đây, chó phóc hưu. Chó phóc hưu, chó phóc hưu, chó phóc hưu. Đây, 100. Không biết các bạn đã thấy con này chưa? Tôi chưa bao giờ thấy. Mà tôi cũng chưa. Con này mà Noel là đỉnh của chóp luôn á. Đúng là chó phóc hưu. Cái bộ skin của nó cũng là con hưu luôn. Ok, mai mình sẽ cố gắng mua lại cái xe, coi thử là rồi mình sẽ review cho các bạn. Tại vì mình không biết, thật sự không biết là tại sao mình không mua được cái này. Nó đang bị lỗi cái gì ấy. Nhưng mà ok, và nếu các bạn muốn mình mở pet tiếp tục thì các bạn hãy đừng quên comment thật là nhiều mở pet để cho mình mở pet tiếp nha mọi người. Biết đâu mình sẽ mở ra được một con pet hiếm khác thì sao? Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mitty Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.